Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Như vậy là những ngày nghỉ Tết ngắn ngủi đã trôi qua và cửa hàng em hôm nay cũng chính thức là mở cửa trở lại. Cũng rất là cảm ơn những anh em vào ngày mùng 4 Tết là có nhã ý mở hàng và có đặt mua một số sản phẩm để ủng hộ cửa hàng cũng như là mở hàng năm mới cho Hoàng Anh Âm Thanh. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người và đầu năm mới xin kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể gia đình một năm an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, công việc hanh thông, vạn sự như ý. Thì trong ngày mùng 6 hôm nay thì em sẽ lên cho các bác hai chiếc đẩy 4 kênh, đầy bãi và rất là đẹp và cũng rất là chất lượng. Thì đầu tiên em giới thiệu cho các bác là một chiếc Selection MA4600. Thì con đẩy này nó là dòng Class H 4 kênh và có công suất là 600W một kênh ở 8 ohm. Các bác nhá, 600W một kênh ở 8 ohm. Nó rất là chất, nó rất là chất và rất là đẹp. Và con này nó sẽ được trang bị là 40 sò NJ với các bác nhé. Đây là dạng sò NJ. Đó, tiếng nó rất là hay và khỏe. Có mọi người đấy chưa? Main bom màu đen, nguồn rất là lớn và trọng lượng của một con đẩy như thế này nó cũng đâu đó trên dưới 30 kg. Em chưa cân cụ thể nhưng mà nó rất là nặng. Nó rất là nặng. Đó, nó còn rất đẹp các bác nhé. Mặt này là mặt nhôm này. Cái phía xanh này, cái màu xanh này là nhôm các bác nhé. Và hai cái ốp này thì họ sẽ sơn một cái lớp sơn giống như là dạng sơn giả nhựa. Đó, nó rất là dày. Rất là dày. Và đây là thương hiệu Selection 4 kênh. Nó thiết kế rất đẹp và hiện ở giữa ngay chính giữa các bác này. Ngay từ mỗi một kênh ấy, khi chúng ta đánh nhạc lên ấy, thì nó sẽ có một cái dàn đèn lên. Nó rất là đẹp các bác nhá. Cái dàn đèn nó sẽ nháy giống như kiểu X6 ấy, giống như kiểu vang X6 ấy. Nó lên rất là đẹp. Đó. Và công suất là 600W một kênh. Thì với công suất này chúng ta chơi thoải mái 4 quả loa bass 30 thật là tuyệt vời. Và anh em có thể là chơi một cặp bass 30 và chúng ta sẽ bờ rai kênh lại để chúng ta gọi là chúng ta dùng kênh ấy. Để chúng ta chơi một quả súc hoặc chúng ta đánh nhiều loa, chúng ta có thể đánh dùng center hoặc là chúng ta có thể là phối ghép làm sao đó để có một cái hiệu ứng âm thanh ở một cái không gian mà nhiều loa, chúng ta dùng rất là ổn định và rất là hay các nha. Đó là 4 kênh. Thì thay vì ngày xưa, ngày trước ấy thì nó chỉ có để 2 kênh rồi để 4 kênh công suất bé thì nhiều khi chúng ta không đáp ứng được. Thì bây giờ thì có những cái dòng đấy công suất 4 kênh rất là lớn, đó, 600, 800, 1000, 1200, bây giờ thị trường đầy đủ kể cả 1300 các bác nhá. Thì con này nó công suất thực của nó sẽ là 600W một kênh ở 8 ohm. Đó, sò NJ với kép. Và con này nó sẽ được trang bị là 2 4 6 8 16 tụ đọc nguồn các bác nhá. 16 tụ và tụ này tụ for. Đó, điện áp rất là cao, 80V 10.000 mi. Đó, 80V 10.000 mi. Và main bo là main bo đen các bác nhá. Main là main màu đen. Thì cái này em chỉ có là thổi bụi sơ qua đây nhá. Còn tất cả máy móc rất là sạch sẽ. Đó, tụ phẳng lì và không có một chấm hàng. Là tất cả những cái linh kiện về cái hiện trạng của máy này là hoạt động hoàn hảo và đang zin tuyệt đối các bác nhá, zin tuyệt đối. Đó, là mọi người yên tâm. Về thiết kế con này thì quá đẹp rồi. Phải nói rằng là quá đẹp các bác. Đó, mặt phải nhôm. Nó rất là hài hòa và nó sẽ có những cái điểm nhấn màu xanh. Còn hai bên má này nó sẽ là màu ghi. Cái này nó sẽ là cái ốp để nó đậy cái lưới lọc, bụi ấy. Nên khi mà chúng ta muốn vệ sinh cái lưới này thì chúng ta chỉ cần tháo hai con vít này ra. Chúng ta tháo hai con vít này ra, chúng ta nhấc cái này ra là chúng ta có thể là vệ sinh cái này sạch sẽ được nhá. Đó. Rất là tiện. Còn mặt thì không có một điểm chê các bác nhé. Rất là đẹp. Nguồn rất là lớn. Nguồn này rất là lớn. Đó. Máy cực chất luôn. Đây là Class H nên là hiệu suất rất là cao. Và chạy rất là ổn định. Rất là ổn định và tiếng nó rất là sáng các bạn. Tiếng sáng hay. Trong con những cái dòng này anh em đánh full thì cực sướng rồi. Đây đằng sau này. Đằng sau thì nó sẽ sử dụng cả chạm loa. Nó cả chạm loa bình cơ bản này. Và những cái jack new trick để chúng ta kết nối cho nó tiện. Đó, để chúng ta cài ấy. Và đây là các cái chế độ để chúng ta chơi. Nó Sixtel này, Parallel, Bright. Đó. Bên này cũng vậy. Bên này cũng Sixtel, Parallel và Bright. Ví dụ như anh em muốn dồn kênh C và kênh D lại thì chúng ta sẽ nhấn vào Bright, chúng ta sẽ nút Bright thì chúng ta sẽ dồn kênh A, kênh C, kênh D lại chúng ta chơi súp nhá. Đó, còn kênh này thì chúng ta vẫn để Sixtel để chúng ta chơi full. Đó là cái cách mà anh em thường để sử dụng của chúng ta phối ghép ấy. Ví dụ các bác có một quả súp 50, súp đơn 50 hoặc súp đơn 40 thì chúng ta sẽ gạt sang Bright. Và chúng ta sẽ đưa tín hiệu vào dồn kênh ấy, chúng ta sẽ đưa tín hiệu vào hai cọc dương này để chúng ta lấy tín hiệu đánh súc đó và gạt sang Bright. Còn kênh này thì chúng ta vẫn để Sixtel vô để chúng ta chơi hai kênh độc lập các bác nhé. Rất là tiện. Còn anh em muốn đánh Sixtel cả 4 kênh thì chúng ta có thể là chuyển sang Sixtel cả nhé. Đó, đây là điện áp luôn này, có cả điện áp cho từng bên luôn, từng vế luôn đấy. Đó, A B C D đằng sau. Và ở đây thì nó vị trí này nó sẽ có một cái cầu chì. Cầu chì để nó tránh cái tình trạng bị chập, nó làm tổn hại đến cái phần nguồn. Nó sẽ có một cầu chì ở đây. Con này thì cửa hàng em đã test qua rồi các bác nhé. Đã test qua rồi, tất cả là nguyên zin. Và tiếng nó phải nói là rất là hay. Trong này tiếng nó phê lắm. Không có gì để mà lăn tăn cả. Anh em nếu mà chúng ta chơi nhiều loa thì chỉ cần một cục 4 kênh như này thì chúng ta giải quyết mọi vấn đề nhá. Đó,
chơi full 30 thì chúng ta cứ nện 600W trở lên hoặc 550-600W trở lên chúng ta chơi thì nó mới sướng được. Thế còn thực tế thì 350-400-450 chúng ta vẫn đánh là full 50, nhưng mà để khai thác hết được cái chất tiếng, cái độ nỗ lực của cặp loa ấy, thì công suất cứ phải lớn hơn và gấp đôi. À, theo em gấp đôi thì nó vẫn là tốt nhất. Đó, con này 650 kênh. Và tiếp theo đây là con đẩy TB. Con này là mã MA48 4800. Thì con này công suất lớn hơn một chút, còn công suất con này sẽ là 800W một kênh các bác nhá. 800W một kênh ở 8 ohm. Đó, cũng là con này cũng là 4 kênh. Về thiết kế, về mạch công suất rất là tật nó sẽ là như nhau. À, tuy nhiên thì phần công suất thì con này nó sẽ sử dụng là 44 sò NG. Đó, con này nó sẽ sử dụng là 44 sò NG, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 này. 12 với lại 1 2 3 4 5 6 12 là 24, xin lỗi các bác, là 48 sò. Con này là 48 sò NGVK và công suất là 800W một kênh ở 8 ohm. À, với công suất này thì chúng ta chơi thoải mái 4 quả là full 40. À, thực tế thì em đang nói có bác phối ghép đấy. Thậm chí là những cái con 600 này chúng ta vẫn có thể ghép 40 các bác nhá. Vẫn ghép chơi full 40 bình thường với công suất 600. À, nhưng mà để mà chơi một cách nó gọi là phối ghép theo đúng bài bản, theo đúng như là tiêu chuẩn ấy, thì con cái mã 600 mà đánh với 30 này, còn mã 800 sẽ đánh 40. Nó sẽ là hiệu quả nhất. Đây, em dùng từ là hiệu quả nhất nhá. Đó, con này về nó chỉ khác ở cái phần sò các bác nhá. Con này nó sẽ sử dụng là 48 sò, còn con này nó sẽ là 40 sò này. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Con này là 40 sò và con này sẽ là 48 sò. Đó, tất cả đều là sò NGVK. Đó, tụ cũng vậy. Tụ con này cũng là tụ 80V và 15.000 mi. Đó, con này cái tụ điện áp nó sẽ cao hơn một chút, cái mili nó sẽ cao lớn hơn nhá. Ở bên đây nó sẽ là 100.000. À 10.000. Con này là 10.000. Còn bên đây thì nó sẽ là 15.000, còn đều là tụ 80V. Đó. Main board đen hết các bác. Mặt rất là đẹp luôn. Mặt thì rất là đẹp. Tất cả là nguyên bản. Còn em cũng xin nói luôn là đây là thương hiệu TB, thì thường thường anh em cứ nghĩ rằng là TB là của Mỹ này, rồi là Selection nữa là sổ của Anh, thì cũng giống như là rất là nhiều những cái video, những cái video mà em có phân tích và có nói, mọi người cũng đừng có quá quan tâm về cái tên các bác nhá, đừng có quá quan tâm về cái tên, mà chúng ta sẽ quan tâm về chất lượng, dòng mạch gì, máy có chất không, đó, và dạng máy như thế nào, chứ chúng ta cũng đừng có nghĩ là cái tên TB, có nhiều bác nhảy vào TB thương hiệu Mỹ rồi là chuyện liên quan công nghệ Mỹ, thế thì con này cũng Selection thì công nghệ Anh, cái tại sao giống nhau như vậy? Thì cái này thì em cũng đính chính lại một chút là chúng ta cũng không nên quá quan trọng về cái tên các bác nhá, không nên quá quan trọng về cái tên. Còn những cái con đấy này thì nó là hàng tháo phòng của Trung Quốc, thì em gọi chúng ta thường có một cái câu chúng ta gọi là hàng bãi tàu các bác nhá, hàng bãi tàu hoặc là bãi nội địa Trung Quốc. Cho nên là những cái dòng này thì tất nhiên là cái chất lượng nó rất là ok, nó rất là hay rồi, bởi vì nó đã đưa vào những dự án, những công trình, cho nên là nó cái độ kiểm định cũng như là nó đã có một cái độ từng trải, nó đã chơi nhiều rồi. Và bây giờ thì theo năm tháng thì họ sẽ có thể là họ nâng cấp, hoặc là có thể là họ phá sản hoặc như thế nào đó, họ sẽ bỏ những cái thiết bị này ra, kể cả loa, cả vang, cả đẩy cũng vậy các nhé, họ sẽ bỏ ra, cái micro cũng thế thôi. Và chúng ta cho nên là ở Việt Nam chúng ta sẽ nhập về, anh em nhập về và chúng ta sẽ bán lại cho các bác người tiêu dùng. Thì những cái con đấy này thì nó chắc chắn luôn các bác, nó sẽ hơn rất là nhiều lần những con đấy mới anh em mua theo hàng đặt. Đó, anh em mua theo hàng đặt hoặc là anh em mua những cái hàng lắp ráp, hàng tự động thì nó khác nhau nhiều lắm. Bởi vì là không phải là cái loại mạch công suất nào cũng cho một cái chất tiếng nó giống nhau đâu, hoặc là cứ có đấy là ok đâu, không phải. Cũng không có ai dạy gì người ta mua những con crowd, những cái bộ repower rất là đắt tiền để người ta chơi, đó nhá, để người ta chơi. Còn chúng ta chơi ở mức độ karaoke gia đình hoặc anh em làm show, làm sự kiện thì chúng ta dùng những cái con đấy này. Thứ nhất là nó tiện, thứ hai là nó hay và bền bỉ. Thì em cũng xin báo giá luôn, đầu xuân em xin báo giá luôn về hai con đấy này. Đối với mã Selection MA4600 ở 600W một kênh thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 6.500.000 đồng các bác nhá, 6.500.000 đồng. Còn với cái mã TB MA480 800W một kênh ở 8 ohm thì em bán cho mọi người là 7.000.000 đồng. Và giá trên đầu năm em bao ship các bác nhá, em bao ship cho các bác. Đó. Bác nào quan tâm đến một trong hai con này, quan tâm con nào cũng được vì chỉ có hai con này các bác nhá. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Nam Thanh qua số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.